chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân, tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của Đảng, quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số, dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài, đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục theo hướng tinh giản hiện đại. Model này được cái mạch tự chuyển động, các bác chỉ cần ấn play là đang radio. Chuyển mạnh giáo dục. Bấm vào đây là mạch. Dù một lần đơn sơ để không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hồ phương túi xuân. Cửa hai, mời các bác thưởng thức cửa một ạ. Cơ chế của đĩa than thì các bác tự bật vào đĩa than thì máy sẽ tự chuyển sang đĩa than, các bác không phải mó tay. Và bộ cơ tự động hoàn toàn, các bác chỉ có lật đĩa hoặc thay đĩa là các bác phải làm bằng tay thôi. Đây là đĩa Khánh Ly, Hà Nội nhớ. Chào các bác và hẹn gặp lại. Tập xóa.